tại một khu nhà nọ xuất hiện tiếng đàn piano đầy ma mị. Nó xuất phát từ đôi bàn tay của chàng nghệ sĩ mùa Akkad. Xong xuôi, anh mò mẫm chiếc đồng hồ để xem giờ rồi đeo kính đen rời khỏi nhà bằng chiếc gậy chỉ đường. Trên đường đến chùa, những người đi qua trông thấy anh tội nghiệp nên bố thí cho ít lộc. Sau đó anh chàng đi cạo râu và đến một tiệm đàn. Anh bảo với ông chú ngừng nhận học viên cho anh. Hai người đã là quá đủ. Một thằng nhóc thì làm anh phát điên, còn một người phụ nữ thì thích sàm sỡ anh. Anh bán nghệ chứ đâu bán diêm. Akkad tàn nhưng anh không có phế. Đôi tay anh có thể chơi piano ở bất cứ đâu, từ lúc trên xe buýt tới cả khi chờ đồ ăn. Trên đường về thì bị Sophie, con gái của một đại gia giàu có đụng trúng. Để đền bù, cô bắt anh phải cho cô đãi một bữa sáng ở một nhà hàng sang trọng. Anh bảo cô mình vẫn ổn, nhưng cô đáp mình mới là người bị sốc sau tai nạn vừa rồi. Nghe anh nói mình là nghệ sĩ piano, cô gái sững người một lúc và đã yêu cầu Akkad chơi một bài nhạc nổi tiếng. Tiếng đàn của anh đã hấp dẫn ông chủ nhà hàng, cũng chính là bố của Sophie, và ông mời Akkad tới đây làm việc cho mình. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị, Sophie chở Akkad trên con ngựa chiến của mình. Lúc băng qua đường đầy ổ gà thì cô hỏi anh về đôi mắt mù. Anh cho biết năm 14 tuổi mình bị quả bóng rơi vào đầu và dây thần kinh thị giác bị tổn thương. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chưa kịp nói mấy câu thì đã đến nơi nam chính đang ở. Đây là một khu nhà cho người khuyết tật với giá thuê cực rẻ. Cô có việc phải về ngay và hẹn hôm sau sẽ tới đón anh. Akkad cam đoan với cô hôm nay mình sẽ hoàn thành xong bản nhạc, nhưng cô lại nghĩ sự dang dở có khi lại hay hơn đã hoàn thành, còn mong anh đừng nên nghĩ nhiều về nó. Sau đó điều khiến bạn cực ngạc nhiên là đây, Akkad chạy vội lên nhà và tháo cặp lens che mắt để nhìn rõ cô gái mới gặp, nhưng cô đã khuất sau những hàng cây, thì hóa ra là trước giờ anh ta luôn giả mù. Anh ta làm như vậy để được mọi người thương hại và được hưởng phúc lợi của người khuyết tật. Ngày hôm sau, Akkad đã dậy từ sớm để chờ Sophie tới đón về dinh thự. Anh chàng nghệ sĩ giả mù quyết định không đeo lens mà chỉ đeo kính đen để thăm dò mọi thứ ở đây, nhưng con chim hư hỏng nào đó lại ị trúng đúng kính của Akkad. Sophie liền tháo nó ra để lau sạch giúp anh. Cô quay lại và thắc mắc anh có phải bị mù hoàn toàn hay không. Nghe vậy anh bối rối đáp mình vẫn cảm nhận được ánh sáng và bóng tối, còn biết lúc này là mấy giờ cơ. Cũng may chuyện vừa rồi chưa làm anh bị lộ tẩy giả mù. Họ tới nhà hàng và điệu nhạc của nghệ sĩ mù Akkad đã thu hút tất cả mọi người, trong đó có Jamot, một diễn viên từng làm mưa làm gió trên truyền hình. Sau đó hai người đàn ông cùng nhau chụp một tấm ảnh trước khi Sophie đưa anh về nhà. Anh chạy lên cầu thang nhưng cặp kính bị rơi mất nên phải quay lại nhặt. Cảnh tượng này đã bị cậu bé dưới nhà nhìn thấy. Sau những lần biểu diễn rồi đi chơi cùng nhau, cả hai người ngày càng thân thiết. Có đôi khi cô thấy anh hành động lạ nhưng cũng không mảy may quan tâm cho lắm. Những buổi diễn của Akkad thu hút ngày càng nhiều khách đến đây. Jamot rất hài lòng với anh và mời anh tới nhà biểu diễn một bản nhạc cho cô vợ của mình. Tối đó, Sophie lại đưa anh về nhà nhưng nay trời đổ mưa rất lớn. Cô ở lại nhà anh rồi họ cùng nhau uống rượu. Cứ thế cảm xúc thăng hoa và hai người đã có một đêm xúc than rất tuyệt vời. Đúng như lời hẹn, hôm sau Akkad đến nhà Jamot, nhưng chỉ có bà vợ Simi ở nhà, bà ta không có ý định cho Akkad vào nhà. Vì sợ nói qua nói lại khiến hàng xóm chú ý, Simi đành phải đưa người lạ bất ngờ đến này vào nhà. Sau khi gọi điện cho chồng thì mới biết anh ta là nghệ sĩ mù, thì cô ta cười đầy ẩn ý và mời vào nhà. Akkad bắt đầu đặt tay lên đàn và chơi nhạc như thói quen. Cho đến khi nhìn thấy một đôi chân ở cửa bếp và vũng nước đỏ như máu thì Akkad mới hết hồn. Anh ráng trấn tĩnh bản thân và yêu cầu Simi đưa mình đến nhà vệ sinh. Khi anh vào bên trong có một gã đàn ông lực lưỡng với khẩu súng trên tay. Akkad biết sự có mặt của hắn nhưng vẫn cố bình tĩnh đi ra. Simi đưa anh ra ngoài và ra hiệu cho hắn đừng manh động. Ngoài lối ra, Akkad nhìn rất rõ khuôn mặt người nằm đó chính là Jamot. Sự việc xảy ra trước khi Akkad tới đây, Jamot đã nói với vợ rằng mình sẽ đi công tác, nhưng thực ra là bí mật chuẩn bị hoa và rượu vang để tạo bất ngờ cho vợ. Hai người sẽ cùng thưởng thức rượu bên tiếng đàn du dương của Akkad. Thế nhưng ông không thể ngờ, Simi còn tạo bất ngờ lớn hơn cho ông. Khi ông trở về nhà vừa mở cửa nhà bếp thì nhìn thấy vợ đang hú hí cùng một gã đàn ông khác. Ông như chết lặng khiến hoa và rượu tuột khỏi tay. Để che đậy sự thật này, gã đàn ông kia liền nổ súng bắn chết ông ngay tại chỗ. Quay về bên chiếc piano và Akkad tiếp tục đàn như không biết gì. Trước mắt anh, đôi gian phu dâm phụ đang người lao kẻ dọn đống máu lẫn rượu vang rồi kéo xác người đàn ông đáng thương nhét vào vali. Sau khi đã xong xuôi, cô ả Simi bày ra một vở kịch. Bà ta dùng loa Bluetooth để bật tiếng của ông Jamot, giả vờ như ông ta vừa về nhà liền vội đi ngay. Akkad vẫn tiếp tục chơi đàn trong tiếng nhạc thiên thần của anh. Người vợ ác quỷ đang ngồi khóc trong im lặng. Nhiệm vụ của Akkad đã xong xuôi nên anh giả vờ dò dẫm tìm gậy chỉ đường và rời đi. Anh quyết định đến đồn cảnh sát để báo về vụ giết người kia. Không ngờ rằng tên hung thủ kiêm gã nhân tình của Simi lại chính là cảnh sát trưởng. Tất nhiên hai người nhận ra nhau ngay lập tức. Akkad cũng nhanh trí nói dối rằng anh muốn báo án về con mèo của mình đã bị giết. Anh nghi hai đứa hàng xóm là thủ phạm. Gã cảnh sát giết người nhanh chóng kéo Akkad lên xe. Gã muốn đưa anh ta về nhà để xác thực xem có mù thật hay không. Lúc chuẩn bị đi thì vợ của hắn lại tìm đến và hắn lấy lý do đi giải quyết vụ án. Khi về nhà của Akkad liền bị gã ta tháo kính của anh ra để kiểm tra. Hắn hỏi con mèo của anh màu đen hay trắng. Cuộc đấu não căng như dây đàn giữa tên giết người và nhân chứng giả mù bắt đầu.
Tên cảnh sát thử Akat bằng cách quạt tay qua mắt anh. Gã lục lọi phòng ngủ nhưng may mắn Akat nhanh tay giấu được hộp lens của mình. Anh giả vờ tức giận và sốt ruột khi mãi tên cảnh sát không tìm mèo cho anh. Gã ta lại thử Akat lần nữa, vừa gặm dưa vừa cầm con dao nhỏ lên. Hắn ném nó về phía Akat, con dao khiến con mèo giật mình và phát ra tiếng kêu. Sau khi dò dẫm một hồi thì gã cảnh sát cuối cùng cũng chịu rời đi. Hôm sau Simi tới nhà hàng của Sophie dùng bữa, trông thấy bà ta thì Akat phẫn nộ chẳng thể nói lên lời. Tiếng đàn như tiếng lòng anh dồn dập và đầy uất ức. Sau đó thi thể của Jamot xấu số bị cắm sừng cũng được phát hiện. Vì ông ấy là diễn viên nổi tiếng nên báo đài đưa tin rất rầm rộ. Theo lời khai giả của Simi thì ông đã rời khỏi nhà với chiếc vali màu tím và đi bàn việc làm ăn. Cùng lúc đó, một gã đàn ông đi tiểu và thấy chiếc đồng hồ của Jamot trong một cầu và giao cho cảnh sát. Simi cùng với con gái chồng ngồi trong lồn, Akat cũng được đưa đến như một nhân chứng. Cô con gái biết anh vì Jamot đã kể rất nhiều về Akat. Khi viên cảnh sát đọc bản tường trình cho anh nghe, Akat đã không thể chịu được vùng dậy nói tất cả mọi chuyện, vạch đôi mắt ra để chứng tỏ anh không bị mù. Anh đã thấy đôi mèo mà gà đồng kia giết người và dọn xác cho vào vali. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng của Akat tội nghiệp, thực tế anh vẫn cam chịu ký tên vào bản tường trình dối trá đó. Trong đám tang của Jamot và nam chính cũng là người chơi nhạc chính, bản nhạc kết thúc thì bà vợ Simi đứng lên phát biểu đầy đau thương về chồng mình. Bà hàng xóm nhà bên cũng đến chia buồn nhưng trước khi rời đi đã nhớ ra một số chuyện và nói cho viên cảnh sát nghe. Simi đã nói dối vì có một người đàn ông lạ đã vào nhà trước rồi Jamot đã về nhà. Người đàn ông lạ kia vẫn ở trong nhà cho tới khi người chơi piano đến, nghĩa là có một người thứ ba ở đó. Ngoại hình của hắn giống dân xây dựng, nếu có cơ hội gặp lại bà ta sẽ nhận ra ngay. Đôi khi hóng hớt cũng là một chuyện tốt, nhưng khi viên cảnh sát đi hỏi Simi, bà ta lại bịa ra một lời nói dối rằng người đàn ông lạ là người giao pizza và cuộc nói chuyện này bị Akat nghe được. Trong lúc đó tại nhà gã cảnh sát giết người, viên cảnh sát cấp dưới thông báo có người đàn ông đã gọi điện tới tố cáo hắn giết người rồi ném xác xuống cầu. Nghe thấy thế hắn suýt sặc tới chết, vợ của hắn bênh vực có thể những kẻ như thế ghen tị với chức quyền của chồng mình. Sau đó bà bảo không thể loại Simi ra khỏi danh sách nghi phạm, tại sao cô ta trẻ trung như vậy lại cưới một ông già. Cứ cho là ông ta rất giàu nhưng chắc chắn à ta có nhân tình. Lúc này viên cảnh sát cấp dưới mới nhớ ra chuyện bà hàng xóm cứ khăng khăng đã nhìn thấy người thứ ba trong nhà. Họ có thể yêu cầu bà ta phác thảo chân dung hắn. Biết được chuyện này nên tên giết người bắt đầu lo sợ và vội trốn vào nhà vệ sinh báo tin cho cô hồ của mình. Simi nhanh chóng sang nhà bà hàng xóm vô tội giả vờ mượn thuốc đau đầu nhưng rồi đẩy bà ta xuống lầu. Thật không may Akat lần nữa lại vô tình chứng kiến Simi giết người. Anh đến vì cô con gái của Jamot nhờ anh dạy cô đàn, Akat vẫn cố giữ bình tĩnh coi như không phát hiện chuyện gì. Khi cảnh sát tới nơi họ tìm thấy kính của bà ấy ở ban công và cho rằng có lẽ bà bị trượt chân do ban công bị ướt. Sau cuộc thanh trừng nhân chứng lần thứ hai thì Akat vội vã về nhà. Anh gọi điện cho Sophie muốn nàng về sớm với anh để nói với cô chuyện này. Khi Akat đang bận rộn trong bếp thì cậu bé dưới nhà anh đã nghịch ngợm giơ điện thoại lên quay lén Akat. Nó muốn xác nhận anh không hề mù. Đúng lúc đó bà Simi lại tìm đến nhà. Bà ta cố thử xem Akat có mù thật không bằng cách giả mang ngồi ngay trong bếp làm người xem còn hết cả hồn, nhưng Akat thì vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bà ta còn cố ý đổ thuốc độc vào ly cà phê của anh, uống thì chết mà không uống thì bại lộ ngay nên Akat đành giả vờ vô tình làm đổ cốc nước. Ngay lập tức Simi chĩa súng và bắt anh phải tháo kính. Akat liền vội vã thú nhận nhưng hóa ra đó chỉ là súng giả. Tới nước này Akat liền thề thốt sẽ không hé răng nửa lời về tội ác của đôi gian phu dâm phụ, anh sắp đi London nên sẽ không can dự vào chuyện này nữa. Tưởng rằng anh đã được yên thân nhưng không ngờ lại trúng kế của Simi, bà ta đã bỏ độc vào cái bánh mà anh đã ăn khiến Akat lăn đùng ra đất bất tỉnh. Đột nhiên Simi nghe thấy tiếng đàn piano nhưng lúc đi ra thì đó chỉ là con mèo của Akat. Đúng lúc này Sophie tới đây để tìm nam chính. Thằng bé dưới nhà đã cho cô xem đoạn video chứng tỏ Akat không hề mù. Người mở cửa cho Sophie lại là người phụ nữ quỷ quyệt Simi. Bà ta dựng nên một câu chuyện Akat gian dí với mình và phản bội Sophie khiến cô tức giận bỏ đi. Cô còn nói với bà ta anh không hề mù và mong anh đừng tới nhà hàng của mình nữa. Tối hôm đó, Akat sau khi tỉnh lại và phát hiện ra mình đã bị Simi làm mù mắt, đoạn video Akat giả mù mà cậu bé dưới nhà quay được cũng bị ả cho đăng xuất khỏi trái đất. Mụ ta bỏ đi và anh liền gọi điện cho Sophie nhưng cô không chịu nghe anh giải thích. Anh gục đầu xuống và bất lực, cậu bé dưới nhà lên xem rồi lại lặng lẽ rời đi. Simi trở về cãi vã một trận với gã nhân tình. Sau khi biết Akat chưa chết nên hắn quyết định tự mình kết liễu anh tại nhà. Trong cuộc vật lộn may mắn Akat dùng chai rượu đập đầu hắn rồi chạy vội ra đường. Không còn đôi mắt khiến anh loạng choạng giữa đường nhưng cuối cùng cũng thoát được gã cảnh sát. Sau đó Akat đã được đưa đến bệnh viện do có người thấy anh ngất trên phố. Anh đã giật mình vì tưởng gã cảnh sát tìm được mình. Người đàn ông tóc xoăn nhanh chóng trấn an anh rồi từ từ rút một ống máu của Akat. Những tưởng đây là những người tốt cứu sống anh nghệ sĩ tội nghiệp nhưng không, chúng là những tên buôn bán nội tạng người. Chúng chia chắc tiền cho nhau rồi dẫn anh đến phòng phẫu thuật. Akat vẫn tưởng mình sắp được chuyên gia mắt khám khi bị lột áo rồi nằm sấp trên giường phẫu thuật. Tiếng chuông điện thoại réo rắt không ngơi khiến gã bác sĩ hắc ám phải nghe máy. Gã lỡ mồm tiết lộ mình sắp làm phẫu thuật.
A Cát nghe thấy có gì không ổn liền vùng vẫy định ngồi dậy, nhưng ba đấu một không chột cũng què, dù đá người đàn bà ngã dưới thì anh vẫn nhanh chóng bị tiêm một mũi gây mê. Trước khi bất tỉnh, anh cố lải nhải về tờ vé số trúng 10 triệu rúp và hình xăm vị thần trên tay người đàn bà cho đến khi gục hẳn. Các bác sĩ kẻ một đường trên người A Cát chuẩn bị xuống dao thì người đàn bà ngăn lại, bà ta vừa phát hiện ra điểm bất thường khi A Cát mù nhưng lại biết trên tay bà ta có xăm hình vị thần. Khi anh tỉnh lại, bà ta trấn an hỏi tại sao lại lải nhải về 10 triệu rúp và biết trên tay bà có hình xăm. Anh còn biết bà mặc sari có mái tóc đen giống vận động viên nổi tiếng, còn chàng trai bên cạnh thì trẻ hơn nhưng thấp hơn bà ta. Cả ba đều rất đỗi ngạc nhiên, anh có con mắt thứ ba hay chăng, hay anh là thần linh tài thế. Sau đó A Cát liền tiết lộ mình chính là người nắm giữ tờ vé số 10 triệu rúp. Người đàn bà đó đã bán cho anh một tờ vé số sau khi anh từ nhà của Zamot trở về. Màn giả mù trước đây đã cứu anh một mạng, anh đã dùng tấm vé số độc đắc để trao đổi với cái mạng của mình. Vậy là A Cát đã cùng với ba kẻ buôn lậu nội tạng lên một kế hoạch. Trong lúc đó, đôi gian phu dâm phụ vẫn đang truy lùng anh. Khi Simi trở về nhà thì bà ta nghe thấy tiếng piano. Bất ngờ chưa, A Cát đang ở trong nhà với cô con gái của Zamot. Anh nói anh sẽ đi London và Simi liền có ý định tiễn anh đi Tây Thiên luôn. Bà ta dẫn A Cát ra xe gọi điện cho gã tình nhân và hẹn nhau ở đồi vắng để thủ tiêu người nhân chứng mù lòa. Sau khi làm Simi bị phân tâm, A Cát bịt miệng bà ta với chiếc khăn tẩm thuốc rồi gọi hai tên buôn thận chạy ra cứu trợ. Sau khi trở về thì anh giả làm thám tử do ông Zamot thuê, bắt đầu gọi điện cho vợ của gã cảnh sát để tống tiền bà ta 10 triệu rupee, còn tiết lộ vụ ngoại tình đáng ghê tởm của chồng bà với Asimi và hắn đã giết Zamot. Người đàn bà lực điền phát điên cầm súng bắn thằng chồng ngoại tình. Hắn bà ta phải sốc lắm vì đã cho chồng ăn 16 quả trứng mỗi ngày để hắn đi phục vụ Asimi kia mà. Ngoài đường anh là cá mập nhưng về nhà anh là cá con, hắn sợ hãi cầu xin vợ tha thứ. Hắn chỉ yêu mình bà thôi nhưng bị đã Asimi gài bẫy. Đúng lúc đó điện thoại của trợ lý gọi tới báo tin tìm thấy ô tô của Simi ở bờ sông, đúng nơi từng tìm thấy xác của Zamot và thấy cả giày cùng túi sách của bà ta ở đó. Họ nghĩ rằng bà ta đã nhảy cầu tự sát. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau vì con ả kia đã chết rồi và sẽ chẳng còn ai quấy phá hạnh phúc gia đình mình nữa. Truyền thông đưa tin nghi ngờ Simi nhảy cầu tự sát sau khi tìm thấy giày và túi sách của bà ta bên sông, nhưng thực ra bà ta đã bị đưa đến ổ buôn bán nội tạng đội lốt bệnh viện. Trong tiếng gà thét đau đớn, bà ta đã vô tình nói ra tên cảnh sát đã nổ súng giết Zamot. Còn ả thì giết bà hàng xóm tội nghiệp và bị A Cát ghi âm lại. Sau khi nhốt Simi lại thì bốn người ngồi với nhau bàn kế hoạch để dụ tên cảnh sát đến. Sáng hôm sau, cuộc tống tiền lại chuẩn bị sắp bắt đầu. Họ gọi điện cho bà vợ gã cảnh sát để bảo hắn ta mang tiền đến. Sau khi xong xuôi, A Cát lại bị đồng bọn phản bội. Chúng trói anh lại để đi lấy hết tiền. A Cát và Simi rơi vào đường cùng nên bà ta liền thuyết phục anh liên minh với mình. Cùng lúc đó, tên cảnh sát cũng một mình thân trinh đến địa điểm giao dịch. Hắn đi vào bên trong vứt túi tiền và thang máy, còn bản thân thì chạy thang bộ đi lên, tóc xoăn chờ sẵn trước thang máy lôi túi tiền ra. Đang kiểm tra thì tên cảnh sát cũng chạy đến nơi. Hắn truy đuổi anh ta và khi đến cầu thang, hắn bắn một phát vào cổ và hỏi vị trí Simi và A Cát. Có được thông tin, hắn nhanh chóng vào thang máy đi xuống, nhưng anh tóc xoăn vẫn kịp liên hệ với bà chị đang dưới tầng hầm. Bà ta ngắt điện ngay lập tức khiến hắn chết cứng trong thang máy không thoát ra được. Bên này, cuộc hợp tác vài phút trước của A Cát và Simi có vẻ không tiến triển lắm. A Cát định sẽ tự tìm đường ra nhưng đôi mắt mù là không cho phép anh làm vậy. Trong lời thuyết phục của A Simi, anh đã giúp tháo bịt mắt cho bà ta. Bà ta cố ý dụ anh đi sai hướng, còn mình thì tiến tới chiếc kéo để tự cắt dây chói. Sau một hồi bị quay như trong chóng thì A Cát đã phá được cửa kính. Khi anh quay lại, con A Simi đã tự giải phóng mình và tấn công anh bằng chiếc nạng. Mụ ta dùng nó đập liên hồi vào anh trai mù lòa. A Cát cố với tới cái vali ném về phía A nhưng bất thành. Cuối cùng anh bị mụ ta dùng nạng kẹp cổ tí thì tắt thở. Đúng lúc này tên bác sĩ tóc xoăn đến khiến Simi phát điên lên dùng nạng tấn công cả ông ta, rồi còn nhặt lấy con dao đâm liên hồi. A Cát kỳ tỉnh lại dùng thân hình to như trong mộng của mình để giữ con ả điên kia. Ông bác sĩ cũng tẩm thuốc vào khăn và đánh bất tỉnh Simi. Họ quẳng bà ta vào cốp xe rồi lên đường rời đi. Ông ta tiết lộ cho anh biết máu của ả ta phù hợp với đứa con đang bị bệnh của hoàng tộc Ả Rập. Nếu bán mụ ta đi thì ắt hẳn anh sẽ có tiền chữa giác mạc. Thời gian 2 năm trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Sophie cũng đã có một anh người yêu mới. Cô tình cờ thấy tên của A Cát trên một tấm biển biểu diễn piano. A Cát vẫn đẹp trai ngời ngời như hồi đầu và đang biểu diễn trong ban nhạc. Sau khi kết thúc buổi diễn, Sophie đã ngồi xuống uống cà phê với anh và nghe anh kể lại mọi chuyện. Khi cả hai đang trên đường thì họ nghe thấy tiếng động sau cốp, nghĩ ả ta đã tỉnh nên tên bác sĩ lấy sẵn kim tiêm để làm mụ ta bất tỉnh. Nhưng không ngờ ông ta bị Simi giết chết ngay lập tức. Bà ta lên ghế lái im lặng lái xe đi khi A Cát tưởng bác sĩ vẫn đang ngồi cạnh mình và cầu xin ông ta tha cho Simi. Bà ta động lòng nên đã thả A Cát giữa đường, nhưng tình người của bà không còn dù chỉ một chút khi quyết định quay xe để tông chết A Cát mù lòa đang bơ vơ giữa đường. Một sự cố bất ngờ khi một con thỏ bị thợ săn dí súng trượt bất ngờ nhảy lên kính xe khiến Simi bất ngờ. Bà ta chạch tay lái và chiếc xe bị lật. A Cát thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc, xe cháy bùng lửa dữ dội và A Cát nhân tay nhuốm máu người đã chết như thế.
Còn Akash được giúp đỡ đi tới London bắt đầu lại cuộc sống ở đó. Sophie và Akash chào tạm biệt nhau và cô nghĩ anh vẫn mù lả. Thế nhưng chi tiết cú đá phăng cái lon giữa đường của Akash đã nói lên rằng anh có thể đã lấy giác mạc của Simi để thay mắt cho mình. Suy cho cùng thì nhân nhượng với kẻ ác là tự giết chính mình mà, nên thôi thà làm người xấu để hưởng lộc tới cuối phim.